Hello cả nhà. Thì đây là một bữa ăn của nhóc chó Phú Quốc nhà Hưng. Nó cũng không có gì quá nặng nề đâu. Một lạng thịt bò sống nhé. Một trái trứng sống, vỏ trứng. Rồi hôm nay có thêm bí đỏ với lại bông cải xanh, hấp cách thủy nữa. Và bây giờ cho nó ăn thôi. Cô. Ê, không. Nghiêm. Nghiêm. Quậy nha, không quậy nha, không nhảy nha. Nhảy là khỏi ăn á. Không, nghiêm. Không. Không, từ từ nhảy là nghỉ ăn á con, đổ á. Không nhảy. Nhảy ăn đòn. Đứng đàng hoàng nha. Nghiêm. Yên cho ăn nha. Không. Không có nhảy. Không có nhảy. Nhảy đâu cho ăn. Không. Đấy, trời ơi rớt rồi. Đó, mình tập cho nó ăn rau thì từ từ nó cũng ăn thôi. Và khi mọi người cho chó con ăn á, vuốt miệng nó hay là để tay nghe chén nè, đó rồi đụng chạm vô cái miệng nó để làm gì? Theo kinh nghiệm của riêng của Hưng á, thì Hưng thấy việc này nó sẽ giúp cho con chó sau này nó không có bị cái tật là ăn hổm, có nghĩa là đang ăn đúng không mà giật cái chén lại nó sẽ gừ và nó sủa này nọ kia. Không, đó thấy không, nó sẽ không có gừ lại sủa gì hết. Chứ nếu như mà mọi người ấy chó con không có tập cái đó thì khi mà con chó nó ăn mà giật cái chén lại hay là đưa tay vô cái chén là nó gừ, nhiều khi nó táp mình nữa. Ăn đi, nên là việc này Hưng nghĩ là cần thiết để tập cho một chú chó con. Rồi ngồi tắm sương mỏng luôn. Tại sao mình lại chết mồ, nãy quên bỏ canxi vô cho nó rồi. Thôi kệ, không sao, hôm nay quên bỏ mai bỏ. Thật sự thì mình hấp cách thủy là thứ nhất á, nó sẽ giữ được chất dinh dưỡng ở trong cái thức ăn, nó không có bị ấy ra ngoài và cho ăn đồ sống. Tại sao? Theo Hưng tìm hiểu được từ nhiều nguồn tin đáng tin cậy, nhiều nguồn kiến thức đáng tin cậy thì chó nó sẽ hấp thu chất dinh dưỡng ở đồ sống, hay gọi cách hay hơn là thức ăn thô, nó tốt hơn là của nó tốt hơn là của những cái đồ ăn chín. Thì đơn giản mấy mọi người cũng thấy bé này 3 tháng tuổi, cu 3 tháng tuổi và form dáng cũng như là các cơ các thứ trên người cơ thể của bé thì nó cũng phát triển khá là ổn định và theo thuận theo tự nhiên. Đó, mình chia sẻ luôn ha. Tại sao mình lại cho ăn thức ăn sống? Trước mắt chúng ta sẽ nói về vấn đề là nguyên thủy tổ tiên của chó là gì. Cái này tất cả những thứ Hưng chia sẻ sau đây nó sẽ là kiến thức Hưng thu thập được và Hưng đã trải nghiệm trên chú chó của Hưng 1 tháng trời và thấy nó đúng. Hưng chia sẻ ra mọi người có thể nghe hoặc không nghe, nếu mà có sai thì mong mọi người góp ý để mình cùng hoàn thiện cái vốn kiến thức của mình hơn. Đây chỉ là một cái clip nói về một bữa ăn của một chú chó, đơn giản là vậy thôi ha, đừng có nghĩ quá sâu xa. Tổ tiên của chó là sói đúng không, và thẳng thắn với nhau một điều, có ai đi nấu cơm, hầm thịt, luộc rau đem vô rừng cho chó ăn không, cho sói ăn không? Đúng. Vậy tại sao chó lại phải ăn đồ chín? Đúng không mọi người? Có phải là con người thuần hóa chúng
xong sau đó bắt chúng nhập gia tùy tục, có nghĩa là tao là chủ mày và tao ăn gì mày ăn đó, mày không được đòi hỏi, mày không được đòi hỏi. Điều đó là một cái gì đó khá là không hay, tại vì thật sự nó không đúng với lại cái cơ chế sinh học của một chú chó chút nào cả. Rồi sói, chúng sẽ đi săn mồi và chúng ăn những thứ ăn sống. Chúng có thể là nhặt những cái trái dại rớt ở dưới đất để ăn, hay là đào được như thấy những cái củ ở đó nó ăn, chứ chúng đâu có được ăn cho ăn cơm chan nước mắm chan nước tương hay là cho ăn sườn bì chả đồ đâu, đúng không mọi người? Và chó cũng vậy. Giờ chúng ta nói về cái khía cạnh khoa học ha. Chó nằm ở giữa động vật ăn thịt và động vật ăn tạp, nhưng về mặt cơ chế sinh học thì nó có vẻ nó sẽ nghiêng qua bên động vật ăn thịt nhiều hơn. Bằng chứng là hàm răng của nó toàn răng nanh thôi, toàn là những cái răng không, không gọi răng nanh thì cũng không đúng, đúng hơn là răng những cái loại răng nhọn. Và răng nhọn nó hỗ trợ cho việc xé thịt, đúng chứ? Còn con người mình nghiêng về ăn trái cây nhiều hơn, bởi vậy răng có nhọn đâu, đúng không? Và theo bản thân Hưng trải nghiệm nè, theo bản thân Hưng trải nghiệm nha, khi Hưng cho con cu là con chó Phú Quốc nhà Hưng á ăn thức ăn chín, đã những cái thực phẩm đã làm chín rồi, thì Hưng thấy là một ngày nó đi phân khá là nhiều. Một cái nữa là phân nó có mùi nặng, tất nhiên là phân nào cũng thúi, nhưng mà cái mùi của cái thức ăn khi mà cho chó ăn thức ăn đã làm chín rồi á thì nó sẽ có mùi nặng hơn là của thức ăn sống. Và thêm một cái nữa thì Hưng thấy là có vẻ chó con nhóc thằng nhóc nhà Hưng nó hấp thu được chất dinh dưỡng từ thức ăn sống tốt hơn. Và nhiều người trên những cái trang mạng nước ngoài bla 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 họ vẫn nói như vậy, và nhiều người đi trước cũng họ cũng nói như vậy. Cho chó thức ăn sống thì thứ nhất là phân nó đi ít, đi khá là ít. Một ngày Hưng thấy nhiều khi nhóc nó ăn nó đi có một hai lần à, đi phân có một hai lần thôi. Nhóc nó đi phân có một hai lần thôi, và cái phân của nó cứng hơn, đỏ mùi hơn rất là nhiều so với khi Hưng cho ăn thức ăn đã làm chín. Thì tại sao phân lại cứng và đi ít? Đơn giản là do chó hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, nó cùng khối lượng thực phẩm như vậy. Đây là theo trải nghiệm riêng và những kiến thức Hưng thu thập được từ rất là nhiều nguồn. Hưng xin nhắc lại, nếu có sai sót thiếu sót mong mọi người bổ sung để mình cùng hoàn thiện vốn kiến thức của mình hơn. Ở đây không lên mặt dạy đời ai hay không bắt bắt ép mọi người phải cho ăn đồ sống. Hưng chỉ nói lên là tại sao bữa ăn của con chó Hưng nuôi nó lại như vậy. Ok. Đó. Một cái nói theo khoa học, một cái nữa là chó nó không cần quá nhiều carbohydrate như con người chúng ta, mà chó cần protein và những chất khác để tổng hợp và phát triển cơ xương bla bla bla. Rồi tất nhiên là vẫn cần carbohydrate nhưng không quá nhiều, vậy carbohydrate nó có trong những cái thứ khác có thể bổ sung cho con chó chứ không riêng gì cơm. Mọi người có thể theo dõi hai chú chó, một chú chó mọi người nuôi bằng thuần thức ăn thuần thô, có nghĩa là thức ăn chưa, nói nôm na là thức ăn chưa được làm chín, và
một chú chó cho ăn cơm như chúng ta thường nuôi hoặc là cho ăn đồ chín, mọi người sẽ thấy hai sự khác biệt rất là rõ rệt giữa hai chú chó về cái sự phát triển hình thể cũng như là phân. Có một cái quan niệm mình thấy khá là sai là mình không biết từ đâu ra luôn, họ có rất là nhiều người có suy nghĩ là cho chó ăn đồ sống nó sẽ dữ. Mọi người có thấy thằng cu nó dữ không? Cu đây con, mọi người thấy mặt nó giống chó dữ không? Thiệt luôn, mặt dày dữ gì đó. Một cái còn vấn đề dung sáng, thẳng thắn với nhau một điều, nếu mọi người cho chó ăn đồ chín mà một năm không sổ dung định kỳ thì vẫn có ký sinh đường ruột, vẫn có dung sáng, vẫn có bla 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 trong cơ thể nó thôi, chứ không thể nào mà cho ăn đồ chín là không có được. Con người mình ăn đồ chín hàng ngày bla bla mà còn phải đi sổ dung thì con chó làm sao? Nên nếu mọi người không tin Hưng, mọi người có thể tự trải nghiệm thấy rõ được cái sự khác biệt luôn ấy. Hưng thấy nhóc nhà Hưng nó phát triển khá là ổn, cơ xương bla bla nhiều thứ phát triển khá là ổn và hoàn toàn không có dấu hiệu là hung dữ hay là tiêu chảy. Tất nhiên nếu mọi người chuyển từ thức ăn chính sang thực phẩm thô, đùng cái chuyển luôn, cái bao tử và cái đường tiêu hóa của chó không thích nghi được thì có thể nó sẽ bị, nhưng mọi người chuyển từ từ dần dần nó sẽ được. Còn đối với Hưng thì nhóc này nó đã được cho ăn thức ăn sống từ lúc nhỏ rồi nên giờ cứ vậy mà đập thôi, chẳng có gì phải lo nữa. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã xem tới đây. Xin nhắc lại một lần nữa, mình không biết mình nhắc lại lần này lần bao nhiêu trong clip này, nhưng mà đây chỉ là một video clip nói về dinh dưỡng của một chú chó mà Hưng nuôi. Tại sao Hưng lại cho ăn đồ sống? Tại sao Hưng lại nói là nãy giờ? Ok, mong là mọi người có thể tiếp nhận nó một cách cởi mở. Và nếu có sai sót hay thiếu sót gì, comment bên dưới bổ sung thêm cho mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem được hết clip. Bye.